Hôm nay là buổi rút tiền từ những phần mềm kiếm tiền. Đây là kiếm săn thẻ cào trên iPhone. Đây xui. Đã mít mơ như nó. Thôi, quá luôn. Thế không? Nghĩ. Bạn đã đổi thẻ thành công, ba thẻ sẽ được gửi cho bạn trong vòng 48 tiếng. Vui lòng xem lại mã thẻ trong nhật ký đổi thẻ. Vâng. Và đây. Ta vào xem nhật ký đổi thẻ. Nhật ký đổi thẻ. Đây. Đã nhận. Đây. À đây rồi. Được rồi. Đấy. Ok. Đây. Chúng ta đã đổi được thẻ nhá. Bắt đầu chúng ta. Đã nhận. Chúng ta làm thử em nhá. Để mình lắp vào điện thoại. Các reward cũng là phần mềm kiếm tiền. Đây hôm nay mình rút tiền ở trên này bằng thẻ điện thoại. Em tắt đi. No thank you. Đây hôm nay mình sẽ rút tiền cho các bạn xem nhé. Tiền thật 100% luôn. Đây đổi quà này. Đây 10.000 bằng 10.000. Tặng một thẻ 10.000 Viettel. Chúng ta ghi vào đây. Chúng ta rồi. Chúng ta đang có thẻ nào. Ra 10 thẻ 10.000 theo ký vào đây. Đây chúng ta có 3 thẻ đi. Nâu hiện đấy. Chẳng nhẽ nó lại nạn lừa đảo. Phải thật. Đàm ạ. Mà cả không. Không cho tiền. Tại sao nó không cho vào đây nhỉ? X. Ôi. Đây là một phần mềm. Và đây là thẻ cào. Thử xem có được hay không.